Đây là một nhánh lan các bạn ạ. Nhưng mà đặc biệt là cái nhánh lan này là một nhánh lại đẻ ra ba nhánh. Chỗ này có ba nhánh các bạn. Nhánh rừng. Không ra. Bao nhiêu? Loại cỏ mà loại là đán nhất là đập trồng mình đó. Đấy thì loại bình thường đó. Mùa làm nhiều lắm. Mùa hạn gió là vẫn không trồng. Có một nhánh lan này rất là đẹp. Như cái thằng ở bóng miếu bán là mai về nó cũng mua. Nhánh lan này là nó đặc biệt ở chỗ là một nhánh đẻ ra ba nhánh. Đặc biệt. Thường thường lan là nhánh là ba nhánh. Đẹp thế đấy. Không sao đúng không? Những giò lan nhìn rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Giò này là tự tạo các bạn. Giò này đang cây thôi. Nhìn rất đẹp. Là một nhánh cây đẹp các bạn. Nhìn mẹ rất khỏe. Đây là ra hoa đó. Nhánh rất dài. Được rồi. Ba nhánh không là. Chả biết nhánh lan gì. Nhưng là mấy nhánh này hơi yếu quá. À, còn nhánh này đang mọc mầm. Đang mọc mầm. Phi điệp. Ở đây cũng có một nhánh. Nhánh này hơi dài. Chắc phải dài hơn mét. Làm rất là đẹp. Đố mọi người biết cây này là cây gì?